Phố Hàng Mã những ngày giáp Tết càng trở nên nhộn nhịp du khách và người dân đến đây để chiêm ngưỡng sắc đỏ với đủ loại hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thế nhưng bên cạnh sự rực rỡ đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thậm chí là cả khoảng không gian. Mặc dù lực lượng chức năng đã luôn tăng cường tuần tra xử lý, nhưng đâu lại vào đó. Tất cả là mình không có kê được, trong kê xong bán sao được. Và đặc thù đây, phố này, phố Hàng Mã là phố bán cổ truyền từ ngày xưa bây giờ rồi. Bây giờ vỉa hè thì bây giờ phải cho người ta bày ra một chút. Không chỉ riêng phố Hàng Mã mà nhiều tuyến phố quanh khu vực chợ Đồng Xuân, vỉa hè cũng bị lấn chiếm. Hàng quán hai bên đường đua nhau tận dụng đến từng mét vuông để kinh doanh, bàn ghế xếp la liệt nhận chỗ. Các hộ nhà xong rồi, người ta có muốn kinh doanh, không có chỗ kinh doanh cũng chết. Và ảnh hưởng đến kinh tế. Tốt nhất là nếu mà nhà nước mà cho thuê, thì dân người ta cũng chấp nhận để mà coi tồn tại trong cuộc sống. Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường luôn luôn xảy ra vào những dịp cận Tết. Người dân không thể phân biệt được đâu là đường với vỉa hè. Trong đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, Công an quận Hoàn Kiếm đang liên tục phối hợp với các đơn vị trên địa bàn quận, triển khai tăng cường thường xuyên tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, kiên quyết xử lý và dỡ bỏ lều lán, mái che, vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải của các hộ kinh doanh lấn chiếm. Đơn vị đội cảnh sát giao thông trật tự đã tăng cường bố trí các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát. Thứ nhất là tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời cũng kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm để đảm bảo mỹ quan trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thứ hai là cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý về các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền và nhắc nhở đối với những cái trường hợp và cũng cương quyết là xử lý đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm cả về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường nói chung. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lực lượng công an cũng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra các bãi trông giữ phương tiện tại những khu vực này, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng chặt chém giá gửi xe gây bức xúc cho người dân và du khách, góp phần lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, mua bán sắm Tết, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn vui tươi, an toàn, lành mạnh.